ngủ hai vợ chồng mà ai cũng có thể ra vào. Anh chồng không có sự riêng tư, thay luôn cánh cửa bảo mật vân tay như này. Lấy tiền quỹ đen mua thêm các loại ổ khóa bảo mật hơn. Khóa như này có mang thú cưng vào đây húc cũng không phá được cửa. Hai, mặt sân được lát gỗ, nhìn đẹp và ấm áp. Giường ngủ làm bằng khung thép, có 4 trụ đỡ, hàn các thanh ngang chắc khỏe, ốp thêm gỗ bên ngoài. Không thể thiếu chiếc nệm êm ái 1,8m, chiều cao gầm giường là 0,9m. 1,8m trên giường không lo chạm đầu, dán quanh tường các tấm xốp. 3. Bàn chơi game của anh chồng, lắp tủ trên cao, trưng bày những mô hình đồ chơi anh chồng thích. Đóng cửa lại tránh bụi, làm một dãy tủ thấp bên dưới, đặt một bộ PC cao cấp ở đây, bên cạnh để đồ ăn vặt cho anh chồng, để một tủ lạnh nhỏ ở bên ngoài, để các loại nước tăng lực chơi game. Với thiết kế này, anh chồng vừa có thể chơi game, vừa nói chuyện với vợ. Tuy nhiên anh mải chơi game không trả lời, vợ A lại lấy gối ném để tránh gối, tạo thêm một bức vách ở đầu giường, tạo các khe hở để thông gió và chiếu sáng. Vợ anh vẫn nói chuyện được. 4. Làm tủ 3 ngăn ở cuối giường, để quần áo trái mùa ở cả hai bên, thật tiện lợi. Ngăn giữa để chăn, lấy đồ dễ dàng. Hai bậc thang làm ngăn kéo, ngăn kéo dưới đựng đồ lót và quần tất của vợ, dễ dàng lấy. Ngăn trên chứa tất và đồ lót có mùi của anh chồng. 5. Bàn trang điểm của vợ không thể thiếu, mở rộng bàn ra bộ cửa sổ để rộng rãi hơn, tạo thêm một tủ đứng. Chị vợ bừa bộn vẫn có chỗ để đồ, trang điểm thật đẹp trước khi đi ngủ sẽ ngủ ngon hơn. Lắp thêm rèm cửa tự động, tiết kiệm không gian hơn. 6. Làm một tủ quần áo lớn, treo các quần áo đẹp cho chị vợ, chọn đồ nhanh chóng. Lắp cửa kính đen dạng lùa, cạnh giường làm một dãy tủ treo để các loại túi xách hàng hiệu. Chị vợ sung sướng, anh chồng có thể chơi game thoải mái. 7. Tận dụng bức tường này làm tủ rượu hoặc một tủ quần áo nữa, cho anh chồng tập thói quen gấp quần áo, nhớ lắp cửa lùa. 8. Làm ba ô cửa hình vòm bằng gỗ, phân chia các khu vực, lắp thêm các dải đèn led, nửa đêm dậy đi đái không phải bật đèn, nhớ lắp lan can sắt, tránh nửa đêm vợ đạp khỏi giường. Phòng ngủ được thiết kế như thế này, chị vợ ngày nào cũng có tâm trạng tốt, anh chồng yên tâm chơi game. Nếu bạn muốn thiết kế lại phòng ngủ nhà mình, hãy liên hệ với Mọt Designer qua phần tiểu sử nhé.